Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Văn Dầu. Làm sao để giúp bản thân mình hoặc người thân khởi lên tâm lành trước lúc cận tử nghiệp? Trong khi mình có tin Phật, tin nhân quả nhưng vẫn còn tham sân si thế gian, còn người thân thì tin Phật nhưng vẫn còn tà kiến ạ. Nếu như mình biết chuẩn bị cho lúc cận tử như vậy thì tốt. Mà cái lúc cận tử là tâm nó bắt vào cái nghiệp, nó bắt vào những cái nghiệp mà mình đã tạo, hàng ngày mình tạo ấy, nó đã có một cái nghiệp hữu sẵn rồi. Nhưng mình đừng có lo là cái lúc cận tử ấy là cái tâm mình khởi lên tâm gì, mà nó là cái nghiệp gì mà mình đã tạo. Nó mạnh nhất thì nó sẽ bắt vào cái thời điểm cận tử đấy. Là một là nó sẽ bắt vào một cái nghiệp mạnh gọi là cực trọng nghiệp, hai là thường nghiệp, ba là cận tử nghiệp. Nên nếu như mà mình đã làm những cái việc gì thiện rất là mạnh thì lúc chết là cái tâm nó nhớ đến cái hình ảnh của cái thiện nghiệp đấy, nó sẽ hiện ra trong cái sát na cận tử đấy. Thì cái việc thiện thì nó đi với tâm thiện và nó sẽ đi kèm với cái phiền não luôn, là hàng ngày mình đang tham ái với cái cõi sống này. Nếu như hàng ngày mình luôn luôn ưa thích về cõi thiên giới thì lúc đấy nó sẽ khởi lên cái ước muốn được sinh về cõi trời. Hàng ngày mình mà ưa muốn với cái sinh lại làm người thì nó sẽ sinh lại làm người. Còn nếu nó là ác nghiệp thì cái ác nghiệp gì mạnh nhất mà mình đã tạo thì tự nhiên lúc đấy cái hình ảnh đấy nó sẽ hiện ra. Nghiệp nghiệp tướng hoặc thú tướng, một là cái hành động tạo ác của mình, nó sẽ hiện ra cái cảnh mà mình đang làm việc ác rồi, sinh trộm cắp hay tà dâm hay nói dối uống rượu, nó sẽ hiện ra. Và khi mà cái hình ảnh ác ấy nó hiện lên thì nó đi với tâm bất thiện mình, nó có thể là tâm tham hoặc tâm sân hoặc tâm si, và rồi nó sẽ khiến cho mình đi tái sinh. Cái tục sinh của mình, cái tâm tục sinh, cái thức kiết sanh thức, nó sẽ đi tái sinh vào một trong bốn đường ác, và đó là do những cái nghiệp mà mình đã tạo. Có thể là mình đã tạo trước đó rất lâu, thậm chí là những nghiệp của kiếp trước nó cũng có thể trục ở trong cái cận tử ấy. Hai nữa là cái nghiệp nào mà mình làm thường xuyên nhất, đó là thường nghiệp. Hàng ngày mình hay làm cái việc gì, việc thiện hay việc ác, như cái người nào hay tụng kinh thì thường xuyên hàng ngày thì đấy là thường nghiệp. Cái người nào mà hay lễ Phật thì đấy là một cái thường nghiệp. Người nào mà hay ngồi thiền, hay nghe pháp thì đấy là cái nghiệp thường xuyên hàng ngày nó mạnh mẽ. Thì nó nghiệp thường xuyên đấy cũng có thể để lại trong cái tâm mình những cái ấn tượng rất là cao, và lúc mình chết thì cái hình ảnh đó sẽ hiện lên. Hay là cái người nào làm việc bất thiện như hàng ngày mình thường xuyên uống rượu thì đấy là một cái thường nghiệp bất thiện, hay là thường xuyên ăn trộm ăn cắp tà dâm nói dối uống rượu thì nó tạo ra một cái thường nghiệp bất thiện. Thì lúc chết thì nó sẽ sinh lên những cái thường nghiệp ấy, và mình lại sinh về cái đấy. Trong trường hợp nó không có cái trọng nghiệp, không có cái thường nghiệp ấy, những cái nghiệp ấy nó không có mạnh, mà cái nghiệp cận tử nó mạnh là do lúc mình chết mình khởi lên một cái tâm gì đó quá là mạnh mẽ, một cái tâm sân hận hay một cái tâm tham hay ngã mạn, hay là một cái tâm thiện hay một tâm bất thiện, nó khởi lên quá mạnh mẽ cái thời điểm cận tử ấy thì mới đáng sợ. Thì lúc đấy nó sẽ tạo thành cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp như là từ trước đến giờ mình sống rất là hiền thiện, tạo rất là nhiều nghiệp thiện, nhưng mà tự nhiên đến lúc gần chết thì lại tạo ra một cái ác nghiệp. Đến lúc gần chết thì mình lại đi cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau với ai đó, rồi chết trong cái tâm ấm ức đó, thì đấy nó là cận tử nghiệp. Nên là có thể là có những người mà thường ngày thì người ta làm những cái việc bất thiện, tạo rất nhiều nghiệp bất thiện, thậm chí như là người đấy luôn luôn sống bằng cái nghề sát sinh hay là trộm cắp gì đấy, tạo nhiều ác nghiệp lắm, nhưng mà đến lúc chết tự nhiên tạo ra một cái thiện nghiệp rất lớn, tự nhiên lại khởi lên một cái thiện tâm, như là nhờ khởi được cái tâm cung kính đối với Phật, thấy hình ảnh Phật rất là hoan hỷ cung kính, hay là tự nhiên lúc đấy mình lại nghe pháp, hay là có cái tâm đảnh lễ cúng dường đến Tam Bảo Phật Pháp Tăng, hay là biết bố thí làm việc thiện gì đó ở cái thời điểm cận tử ấy, gần cận tử đấy cũng được. Thì lúc chết thì nó sẽ khởi lên cái tâm ấy. Vậy thì để mà chuẩn bị cho cái thời điểm cận tử một cách tốt nhất, đó là người ấy luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác hàng ngày. Nhưng mà mình thọ trì một cái pháp môn tu tâm, pháp môn tu tâm như là niệm
ân Đức Phật, hoặc là rải tâm từ, hoặc là niệm về sự chết, hoặc là giữ giới, rồi hàng ngày phải niệm giới, niệm thí, mình bố thí, rồi hàng ngày mình thực hành pháp thiền niệm thí. Giữ giới thì thực hành pháp thiền niệm giới, lễ Phật thì thực hành pháp thiền niệm Phật. Cái chánh niệm đấy nó mới làm chủ được cái tâm mà cận tử. Nếu như người nào có chánh niệm tỉnh giác cao thì lúc chết mình chết trong chánh niệm được. Chứ hàng ngày mình không thọ trì một cái pháp môn tu tâm thì đến lúc chết mình không làm chủ được. Hoặc là lúc đấy mình niệm hơi thở, cái người nào thực hành thiền niệm hơi thở. Vậy cái người nào mà sống ở trên đời mà thường xuyên hành thiền thì có thể làm chủ được cái tâm của mình trong đến cái thời điểm cận tử ấy. Mình muốn làm chủ được tâm, để đến lúc chết mình có thể làm chủ được tâm của mình, mình sinh về cõi nào mình muốn. Thì hàng ngày, ngay bây giờ, còn sức khỏe, còn trí tuệ, cần phải hành thiền hàng ngày. Hành thiền càng nhiều, làm có được cái định lực cao, có chánh niệm mạnh, thì lúc mình cận tử ấy, mình cũng sẽ giữ được cái chánh niệm ấy. Mà muốn cho người thân mình giữ được chánh niệm thì bây giờ bắt đầu khuyên mọi người hãy hành thiền đi. Thiền gì cũng tốt, thiền chỉ, thiền quán cũng được. Hãy hành thiền hơi thở đi, thiền đại tâm từ, thiền niệm ân Đức Phật, niệm sự chết đi. Thiền niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, niệm gì thì niệm luôn đi, giữ cái chánh niệm cho tốt đi. Thì đấy là cái cách chuẩn bị tốt nhất cho cái lúc lâm chung, cho cái lúc sát na cận tử, và luôn luôn nguyện chứng ngộ niết bàn, để sau này mình sinh về đâu mình cũng được gặp chánh pháp. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Long trên Zoom ạ. Việc cư sĩ không muốn lập gia đình và chỉ muốn tu tập thì mọi người cho rằng là ích kỷ, bất hiếu, như vậy có đúng không ạ? Người cư sĩ sống sống độc thân một mình thì mà với cái người cư sĩ mà người ta biết tu tâm ấy, người ta sống độc thân nhưng mà sống hướng thượng thì đó lại là đời sống cao thượng. Nhưng sống độc thân mà sống hạ nhiệt, sống ích kỷ, những cái người đấy sống độc thân chỉ với cái mục đích là sống độc thân để mình hưởng thụ thoải mái, đi chơi bời thoải mái, ăn chơi hưởng thụ, không phải lo cho ai. Mình sợ cái trách nhiệm khi mà lập gia đình rồi thì sẽ phải lo cho con cái, vợ con, chồng con, rồi là hai họ muốn bên gia đình, rất nhiều mối quan hệ phức tạp, và muốn tránh né cái bổn phận nghĩa vụ ấy, mình sống một mình hưởng thụ ấy, thì cái đấy mới đáng trách chứ. Còn nếu như có những người người ta sống độc thân một mình nhưng người ta sống ni dục ni tha thì cái đời sống ấy lại là cao thượng thánh thiện. Thì cái người nào biết tu tập thì người ta sẽ nhàm chán cái đời sống hưởng thụ ngũ dục mà ở cõi đời, và người ta sẽ sống đời độc thân, độc cư, tu tập hướng thượng. Còn tùy theo cái mục đích của cái người đấy sống độc thân để làm gì. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Văn Dầu. Súc sinh có tạo nghiệp thiện hay bất thiện không ạ? Súc sinh có tạo nghiệp, nó cũng là một chúng sinh, và nó cũng khi làm một cái gì nó cũng khởi lên cái tâm là ta sẽ làm cái này cái kia, và nó cũng khởi lên tâm tham, tâm sân, tâm si, rồi nó cũng có khởi được tâm vô tham, vô sân, vô si. Nên là chúng súc sinh thì tạo cái ác nghiệp dễ, nhưng tạo thiện nghiệp thì khó, nhưng không phải là không. Đôi khi vẫn có những cái súc sinh tạo được thiện nghiệp, như là có những cái con vật mà được sống gần gũi với con người, chỉ nó có, vẫn hiểu được những cái văn hóa của con người và gần những cái người tốt, vẫn khởi lên được tâm thiện và vẫn tạo ra được cái thiện nghiệp. Vì vậy nên là nhiều những cái con súc sinh nhờ những cái thiện nghiệp ấy, như là khi nhìn thấy con người nó biết hoan hỷ, khi mà nghe một cái bài pháp biết hoan hỷ, giống như con ếch nghe Đức Phật thuyết pháp mà được sinh thiên đó, và còn rất là nhiều khác vị khác nữa. Đọc trong kinh tiểu bộ kinh của Đức Phật này sẽ có rất nhiều những cái câu chuyện mà các cái súc sinh được sinh thiên, có cái
gia chủ Gosaka mà cúng dường cái tịnh xá ở Kosabi đó. Vị ấy cũng là một vị thiên tử, trước khi làm thiên tử vị là con chó mà vị ấy luôn luôn đi theo vị Phật độc giác, nhờ cái hoan hỷ đối với vị Phật độc giác mà được sinh thiên, sau này sinh xuống cõi nhân gian, vị ấy nên trở thành một cái vị triệu phú nữa, nhờ cái phước là luôn luôn bảo vệ một vị Phật độc giác. Và còn rất rất nhiều những câu chuyện khác nữa, cũng liên quan đến súc sinh tạo những cái thiện nghiệp lớn, công đức lớn và hưởng những phước lành lớn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Thủy trên Zoom ạ. Con thưa sư, bố của người bạn con đã mất hơn 20 năm. Thỉnh thoảng đến ngày giỗ thì có con bướm đen bay vào nhà và bạn con cho rằng hương linh bố về. Con nói với chị rằng như thế thì bố chị vẫn ở trong loài súc sinh. Gia đình nên làm phước để hồi hướng cho bố, thì chị lại cho rằng bố chị đã siêu thoát rồi. Con bướm đen chỉ là hóa xanh của bố chị thôi. Kính mong sư giải thích cho chúng con hiện tượng này. Ngày giỗ mà có con bướm đen bay vào nhà có sao không ạ? Nên là mình không nên tin vào những cái điều đó. Những cái điều đó nó không có thật, hoặc là nếu như có thật thì mình cũng không biết được. Nó là cái điều đấy là cái điều mình không biết được, và mình đang tin vào cái điều đó nó vẫn là mê tín. Thực sự thì có rất nhiều người chết, nhưng nếu mà cái tâm còn ái luyến, họ có thể sinh làm những cái con vật mà gọi quanh quẩn ở trong nhà, có thể sinh làm một con tắc kè hay là một cái con thạch thùng hay là bất cứ một cái con vật gì đó, con chó, con mèo, con chuột đều có thể có. Điều đó đều có thể xảy ra. Nhưng mà hy hữu, và cái điều đó vượt ngoài cái sự thấy và biết của một cái người phàm phu bình thường. Thì như có Đức Phật, có cái thiên nhãn trí mới thấy được điều đó. Và vì vậy nên là mình không thể biết được người chết đã đi về đâu, và không tin vào những cái điểm báo như vậy. Và tốt nhất là hãy loại bỏ những cái chi kiến hay là cái niềm tin ấy ra, vì vẫn hãy coi nó là mê tín dị đoan, không tin vào điều đó. Và nếu việc phụng thờ, mình phụng thờ, cúng bái thì cúng bái, dỗ chạp thì cứ dỗ chạp. Những cái ngày hôm ấy thì có thể làm những cái việc phước để hồi hướng cái phước lành, cái công đức cho những người mất ấy, bằng cách hôm đấy mình lễ Phật, mình tụng kinh, mình nghe pháp, mình thọ trì tam quy ngũ giới, để mình hồi hướng những công đức phước lành ấy cho người mất. Chỉ thế thôi, chứ không nên quan tâm đến những cái chuyện khác. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Sati. Con là người sơ cơ mới từ hệ phái Phật giáo phát triển, chuyển qua tu tập theo pháp thiền nguyên thủy. Trong một ngày buổi sáng, con có thực hành thiền giải tâm từ. Buổi trưa, con ngồi thiền niệm ân đức Phật. Và khi rảnh rỗi, được lúc nào thì con ngồi thiền niệm hơi thở lúc ấy. Con tu tập thiền theo cách không nhất quán như vậy là đúng chưa? Là chưa đúng phải không ạ? Các pháp thiền khác nhau thì cũng được, nhưng mà mình nên chọn một pháp thiền nào đó để chuyên sâu. Nếu như mình chọn thiền hơi thở là pháp thiền chuyên sâu, thì những cái pháp thiền niệm ân đức Phật, giải tâm từ là pháp thiền để hỗ trợ, để đối trị lại với những triền cái. Vậy thì trong một thời thiền mình nên áp dụng là niệm ân đức Phật khoảng 15-20 phút, rồi sau đó quay về chú trên hơi thở, chánh niệm tỉnh giác trên hơi thở, và hành nhiều thời gian, liên tục 1 đến 2 tiếng chú trên hơi thở ấy. Các thời khác cũng vậy, có những hôm thì giải tâm từ một chút rồi sau đó quay về chú trên hơi thở. Cái thời gian chú trên tâm từ thì ít thôi, nhưng mà thời gian chú trên hơi thở thì thật là lâu. Thời gian niệm ân đức Phật cũng vậy, ít, và thời gian niệm hơi thở thì rất là dài. Thì đấy cũng là một cách đấy là muốn tu tập để phát triển cái định sâu để làm nền tảng cho thiền tuệ. Nhưng mà cũng có người thì mình cứ tu tập chung chung như thế để đối trị các triền cá, thì tu tập cách đấy cũng được, chứ không phải là không được. Sáng ngày tâm từ, trưa niệm ân đức Phật, rồi tối niệm hơi thở, thì cách đấy cũng là được, chứ không phải là không được. Nhưng mà nếu như mình có cái chí muốn phát triển định ở cái mức sâu để sau này để tiến xa, tiến sâu hơn, thì mình phải chọn một pháp để làm một cái pháp thiền chính, và những cái pháp khác là pháp thiền phụ để hỗ trợ.
Vậy thì nên thực hành thiền hơi thở là pháp thiền chính và dành rất nhiều thời gian cho pháp thiền hơi thở ấy. Còn những cái thời gian ngắn ngắn thì mình có thể hành những cái pháp thiền tại tâm từ và niệm ân Đức Phật, hành cùng với nhau cũng được, mà hành khác thời thì cũng được chứ không sao cả. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Sa Ti. Con được biết có nhiều khóa thiền tổ chức hướng dẫn các hành giả tu tập thiền Vipassana. Vậy thì con có thể thực tập Vipassana trong cuộc sống hàng ngày được không ạ? Hay là bắt buộc con phải tìm hiểu, thực hành thiền định cho thành tựu rồi mới chuyển qua tu tập thiền Vipassana ạ? Nếu mà một cái người có tuệ mạnh thì đi thẳng vào thiền Vipassana cũng được. Có những người thì tâm động nhiều, triển cái nhiều thì phải đi qua thiền định trước, hành thiền Vipassana sau. Cả hai pháp thiền lúc mới, cái người mới thực tập ấy, khi nào mình có thấy được danh sắc chân đế mới gọi là Vipassana, còn lúc đầu chỉ là chánh niệm thôi, chánh niệm tỉnh giác. Người thực hành thiền định vậy, khi nào có đắc định, thấy các quang tướng rồi thì mới vào được định, còn lúc đầu cũng là chánh niệm tỉnh giác. Vậy thì cái lựa chọn ban đầu là như nhau, có thể chọn một cái pháp thân thọ tâm pháp nào đấy, dù là thiền tuệ hay thiền quán đều như nhau hết, mình lúc khởi đầu chỉ là chánh niệm mà thôi. Và cứ gặp pháp nào thì cứ thực hành pháp đấy, cứ nhất tâm mà thực hành pháp đấy, điều đó rất là tốt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả David. Khi chết đi thì tuệ còn, thức mất đúng không ạ? Trong trường hợp các em bé sinh ra có năng khiếu ở bẩm sinh sẵn, có là do năng khiếu từ kiếp trước mang đến kiếp theo kiếp này, năng khiếu có phải là thức không? Ở đây nó hơi mâu thuẫn làm con không hiểu ạ. Thì, hiểu như vậy thì không có đúng, không có chuyện là tuệ còn thức mất được. Mà cái tâm đi tục sinh ấy thì nó có cả thức, đôi khi nó có tuệ mà có khi nó không có tuệ. Cái người nào mà cái tâm tục sinh ấy có đủ tam nhân, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ấy. Cái có đủ tam nhân là vô tham, vô sân, vô si, là do cái lúc mình làm một cái thiện nghiệp gì đó mà mình có cái trí tuệ đi kèm, thiện tâm hợp trí tuệ, rồi đến lúc mình chết cái tâm tục sinh của mình, cái tâm tử mình nó bắt vào đúng cái nghiệp mà thiện mà có trí tuệ đấy thì mình sẽ đi tục sinh. Thì cái tâm tục sinh đấy là thức và nó có cái trí tuệ đi kèm thì nó sẽ đi cùng với nhau. Cả cái có người cái tâm tục sinh nó có tuệ thì người đấy gọi là người tam nhân. Thì cái người đấy, cái trí tuệ nó sẽ tốt, tốt nhất là cho cái về pháp hành thiền thông đạo quả của vị ấy có thể thành công. Còn những cái em bé mà sinh ra nó có cái trí tuệ, nó học rộng, nó học giỏi thì cái này nó cũng có một là do nó được ảnh hưởng từ những cái tiềm thức ở kiếp trước. Hai là nó do cái công đức phước lành, như là có những người kiếp trước rất giỏi và cái người ấy không có cái tội lỗi gì nó che nấp cái nghiệp ấy thì sang kiếp này cũng rất là giỏi. Hoặc là có những người kiếp trước người ta không giỏi nhưng mà người ta có nguyện, người ta có phước, những cái người đấy hay làm phước như là lễ Phật tụng kinh hay là làm những cái việc thiện gì, vì đó luôn phát nguyện là cầu mong cho kiếp sau tôi trở thành một cái người thông minh giỏi giang, thì cái nguyện ấy nó cũng sẽ khiến cho một cái đứa bé trở thành thông minh và rất là giỏi. Thì giỏi nó có thể là do phước, có thể là do cái trí tuệ, có thể là được cái ảnh hưởng từ cái giỏi đấy từ kiếp trước cũng có, do tu tập các cái công đức nó vẫn còn lưu truyền. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube ạ. Khi ngồi thiền con hay bị âm thanh bên ngoài làm ảnh hưởng tâm sân trỗi dậy, ví dụ tiếng xe, tiếng còi, nhưng tiếng mưa thì không bị. Vậy con phải quán như thế nào ạ? Cái nơi mà mình ngồi thiền mà cái âm thanh nó mạnh quá thì nó sẽ rất chướng ngại, vì cái âm thanh chính là cái chướng ngại lớn nhất cho người hành thiền. Âm thanh nó vừa vừa, nó là của thiên nhiên thì nó đỡ, mà âm thanh do con người tạo ra thì nó sẽ rất là khó chịu. Vì vậy cái cách tốt nhất là hãy tránh né cái âm thanh đó, chứ không nên phải là mình ngồi đấy mà chiến đấu với âm thanh thì sẽ rất là mệt. Một là tránh ở cái nơi nào yên tĩnh nhất có thể, hai nữa là chấp nhận
Tức là nếu như mình ngồi thường ở cái môi trường nó rất là nhiều tiếng ồn thì mình hãy phải chấp nhận với cái tiếng ồn đấy, không hận, không sân, không khó chịu, không bực bội. Thì cái này là do mình tác ý thôi. Phải biết là mình không nên khởi lên những cái phiền não khó chịu với những âm thanh này, vì mình đang sống ở cái môi trường có những âm thanh này. Thì mình hãy hành thiền ở cái môi trường động này, thì tự mình tác ý như vậy thôi. Lần sau nó cứ khởi lên những cái đấy, mình chỉ tự mình nhắc nhở là không được khởi lên những cái phiền não này, không được khởi lên phiền não này. Vài lần là nó sẽ hết đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Mây. Hướng dẫn về thiền Anapanasati sau có đúng không ạ? Thiền Anapanasati, thiền luyện hơi thở, là quan sát một điểm khi hơi thở vào, ra, va chạm với mũi, tạo một điểm, và điểm này được gọi là Anapanasati. Quan sát không buông điểm đó thì xuất hiện ánh sáng quang tướng. Nếu không quan sát được giao điểm này thì chỉ là quan sát chung chung, không quan tâm để định được thì sẽ không bao giờ thấy được quang tướng. Thiền định trói buộc tâm và làm tuệ phát sinh. Có người khác nói thiền Vipassana mới sinh tuệ, còn thiền định thì không làm phát sinh tuệ. Con xin sư chỉ dạy thêm cho con ạ. Thiền Vipassana là thiền tuệ, nó dựa trên thiền định. Thì giới sinh định, định sinh tuệ. Khi mình thực hành thiền Anapanasati là niệm hơi thở, thì quan sát ở ba cái điểm xúc chạm, hơi thở đi vào đi ra nó chạm vào cái da, một là ở chóp mũi, hai là mũi trên, ba là hai bên cánh mũi. Thì giữ cái tâm nó ở đấy nhưng chú tâm vừa phải, không được chú tâm quá mạnh, không được quá yếu, nhẹ nhàng, tự nhiên, đều đặn. Thì khi nào tâm mình nó không có năm triền cái, nó thanh tịnh thì nó sẽ tỏa sáng đi. Thì cái tâm nó thanh tịnh, nó trong sáng thì nó sáng rực lên thôi, thì đấy là nó sẽ đắc định. Thì cứ để tâm tự nhiên nhẹ nhàng như vậy thì đúng là như vậy. Nếu mà giữ tâm tốt thì nó sẽ có quang tướng. Cái quang tướng cũng được gọi là cái ánh sáng trí tuệ. Thì nhờ cái định tâm đó, nhờ cái quang tướng ánh sáng đấy, thì sau này mình mới phân biệt được ra sắc chân đế, danh chân đế, để phân biệt được danh sắc duyên khởi, thấy sự sinh diệt của nó, thấy tính vô thường vô ngã của nó. Thì đấy là thiền Vipassana, là từ cái giai đoạn mình thấy được danh sắc chân đế đó. Vậy thì cần phải giữ được cho tâm mình nó định tĩnh thì nó mới thấy được danh sắc. Có những người đi thẳng vào thiền Vipassana thì họ cũng phải chánh niệm, như là chánh niệm ở trên một cái đối tượng nào đấy, một cái pháp nào đấy. Từ cái chánh niệm ấy đi vào được cận định hoặc sát na định thì nó cũng sáng lên như vậy, nó cũng có quang tướng như vậy. Rồi nhờ cái tâm định tĩnh đấy mới phân biệt ra được danh sắc. Và cái quang tướng ấy nó cũng sinh nên là do cái định đó, cái cận định hoặc là sát na định đó, hoặc là an chỉ định đó, thì mới thấy ra được danh sắc, thì lúc đấy mới là Vipassana. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lý Văn Thương trên Zoom ạ. Con là người đi làm công ăn lương nhưng hay bị chiếm đoạt lương. Khi cho người khác vay tiền thì họ cũng không trả. Con không biết có phải kiếp trước con đã mắc nợ những người ấy nên kiếp này con phải trả không ạ? Đôi lúc con cũng muốn đòi lại nhưng lại từ bỏ vì hiện tại con cũng đang tập hành thiền, không muốn bị phiền não nữa ạ. Có những cái là do nghiệp kiếp trước, nhưng mà cũng có cái là do cái hiện tại mình nó sinh ra, chứ chưa hẳn là mình không nên đổi cho tội cho tất cả những cái là đều do nghiệp kiếp trước cả. Có những cái có thể là do ở hiện tại, có những cái là do quá khứ. Cái nghiệp quá khứ nó trổm thì nó cũng sẽ có cái điều đấy. Mình kiếp trước mình hay lừa gạt người, mình hay lấy trộm cắp của người, thì bây giờ mình cũng bị người lừa gạt trộm cắp trở lại. Nhưng mà cũng có cái nghiệp đấy nó không phải là do kiếp trước, mà nó do cái đời này mình thân cận với những người bất thiện, người xấu. Và chính vì cái sự mình không biết lựa chọn, có những cái người nên tránh xa, có người nên thân cận đó, hay là mình bị một vài lần rồi lại không rút ra kinh nghiệm, không biết cách quan sát nhìn nhận cái người nào đáng tin, người nào không đáng tin. Thì đấy cũng là một phần là do hiện tại, một phần là do quá khứ. Kể cả quá khứ mình có cái nghiệp đấy, nhưng mà hiện tại này
mình thận trọng, mình vẫn tránh được, chứ không phải nó không tránh được. Vậy thì đã bị như vậy rồi thì hãy thận trọng hơn, lần sau biết nhìn nhận cái chỗ nào mình đáng tin tưởng thì tin tưởng, rồi nó sẽ khôn ngoan lên một chút thì nó sẽ hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Tuệ. Người xuất gia có được phép đi xe không ạ? Để không tự mình lái mà người cư sĩ lái, mình chỉ ngồi lên như ngồi xe ô tô thì có được không ạ? Con thấy có nhiều vị chỉ đi bộ nhưng Phật tử lại thấy rất có niềm tin với những vị này. Con xin hỏi trong giới luật, Đức Phật có cho phép các vị sư đi xe không ạ? Thời ngày xưa thì có xe do các súc vật kéo như xe ngựa, xe voi, xe bò. Thì trong luật thì Đức Phật cho phép là đi xe không được ngồi xe do những con súc vật cái nó kéo. Nhưng mà không được ngồi sau xe những con cái hoặc là do người nữ chở thì không được. Như vậy thì các vị tỳ kheo vẫn được phép ngồi xe do người khác lái. Thì có là một người nam lái xe hoặc là như thời bây giờ thì không đi xe kéo nữa. Đi xe máy, xe ô tô hay là đi xe ô tô thì được. Người khác chở được, đi máy bay được, đi tàu, đi thuyền. Thời xưa vẫn đi tàu, đi thuyền, nếu qua sông, đi đường xa thì vẫn có thể đi nhờ xe được. Đi như thời giờ ngồi ô tô có người khác lái thì được phép. Còn thời xưa chủ yếu là đi đi bộ này, như đi khất thực. Đi khất thực thì cái lúc mà đi khất thực ấy thì phải đi bộ. Nên là trong cái lúc mình đang đi đến từng nhà để khất thực xin ăn ấy, thì phải đi bộ chứ không được ngồi xe phóng đến nhà này xin xong lại phóng đến nhà kia xin thì mình không được. Như thời bây giờ như các tỳ kheo nào mà hành trì pháp môn khất thực thì các vị ấy vẫn đi bộ. Có những cái lúc nào cần đi bộ thì vẫn đi bộ. Còn có những trường hợp mà đi đường xa muốn tranh thủ tận dụng thời gian thì các vị ấy có thể đi xe. Còn nếu như vị nào mà thích thực hành pháp đi bộ thì cứ đi bộ thôi, không sao. Đi bộ từ nơi này sang nơi khác. Nhưng mà đi bộ là khi mình có việc gì đó mình mới đi, chứ không phải là đi để biểu diễn ở trên đường. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Cao Hoàng Khánh Băng trên YouTube. Người đồng tính khi hành thiền có thể thấy tợ tướng hay quang tướng không ạ? Cái này tôi cũng không biết, nhưng mà chỉ biết rằng người đồng tính thì không đắc được các tầng thiền, không đắc được thiền thông đạo quả. Chỉ biết được vậy thôi, còn có người ta có thấy được tự tướng hay không thì này sư cũng không biết. Mà nhưng mà sư gặp rất là nhiều người đồng tính tu tập thì chưa thấy ai có được tự tướng. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phúc An. Con muốn hỏi về thiền minh sát. Con được chỉ dạy bước đầu là nhận biết danh sắc. Con hiểu sắc là sắc thân vật lý của mình, của vật là thấy, biết, nhìn, nhận đúng như nó tồn tại. Còn danh là tên gọi, khi vọng tưởng khởi lên hoặc cảm giác đau của thân là sắc, đúng không ạ? Khi con quán chiếu danh sắc như thế, trong ngồi thiền con nhận thấy đã bớt vọng tưởng và trở lên chuyên tâm vào thân kỹ hơn. Khi đó con đã tập trung vào đề mục bàn tay, con nên tiếp tục quan sát danh sắc hay tập trung vào đề mục bàn tay hơn ạ? Sắc mà là sắc tục đế thì cái gì mình chả thấy, cái gì mình nhìn thấy trước mắt mình đều là sắc, thân mình là sắc, bản vật bên ngoài đều là sắc. Mắt thấy mà mình tay nghe mình có thể đụng chạm được các cái sắc ấy, nó là sắc. Nhưng mà nó là sắc do chân đế giác, mà là các cái hạt sắc rupa kanapa, cái sắc chân đế mà nó sinh diệt liên tục ấy, thì chỉ khi nào mình thực hành chứng đắc được cận định của thiền tứ đại, phải thực hành pháp thiền tứ đại, khi vào đến cận định rồi mình thấy cái toàn thân mình thành một cái khối trong suốt, rồi nhìn xuyên vào thân này nó tan ra thành những cái hạt nhỏ niti. Rồi từ những cái hạt nhỏ ấy mình lại phân tích ra được bốn đại đất nước lửa gió, các cái đặc tính của bốn đại đất nước lửa gió trên các cái sắc đấy nữa. Thì lúc đấy nó mới là những cái sắc
cái sắc đấy mới gọi là tuệ, mới được gọi là vipassana, mới gọi là tuệ quán. Quán đến cái giai đoạn đấy, thấy được cái sắc như vậy thì mới là thấy ra được các cái sự thật, mới giác ngộ được chân lý. Chứ còn quán sắc như vậy thì đấy vẫn chỉ là chánh niệm tỉnh ra. Cái lúc mình đang quán, quán đấy chỉ là tên gọi, danh là cái tên gọi, sắc lúc đấy nó chỉ là cái sắc vật chất thông thường, đấy chưa phải là sắc tối hậu. Cho nên có quán trên cái đấy nó cũng có thể sinh ra những cái tâm thiện dục giới, nhưng mà chưa đủ điều kiện để có thể giác ngộ được các sự thật. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Nhi. Những ngày không có điều kiện đến chùa, con ở nhà trang nghiêm, đối trước bàn thờ Phật, tự thọ bát quan trai giới theo nghi thức của tổ Thiện Hoa. Như vậy, con có được đắc giới không ạ? Tự thọ giới cũng được. Hôm đấy mình phát nguyện bát tu bát quan trai giới, thì cứ phát nguyện con xin thọ trì giới thứ nhất cho đến giới thứ tám đấy, rồi giữ trọn vẹn trong ngày đêm hôm đấy thì vẫn thành tựu. Nhưng quan trọng là cái lúc mình phải giữ gìn được trong cái ngày hôm đấy. Thọ bát quan trai giới là phải thực hành theo cái hạnh của các bậc thánh nhân, các vị ấy suốt đời không có làm những việc ấy, thì mình phải giữ trọn vẹn một ngày một đêm hôm đấy, phải sống như một bậc thoát trần, thoát tục. Tức là cái ngày hôm đấy mình chỉ có thực hành giới định tuệ thôi, chứ không làm những cái phận sự gì khác. Chứ mình thọ giới xong rồi lại đi làm những cái việc làm như một người thế tục thì không thành tựu. Hôm đấy mình phải tu tâm giác giải thoát. Tức là cái, cả cái ngày hôm đấy là mình chỉ có tu tâm thôi, tu giới định tuệ thôi thì mới đúng là pháp bát quan trai. Chứ còn hôm đấy mình thọ xong mà mình không có tu tập mà cứ đi đây đi đó, làm nọ làm kia, năng xăng phóng dật thì không thành tựu. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Nhi. Giới bát quan trai có thể phát nguyện thọ trì trọn đời được không ạ? Hay chỉ kéo dài một ngày một đêm thôi ạ? Khi thọ giới bát quan trai đến sáng hôm sau thì giới tự mất, hay chúng con cần phải nghi thức xả giới ạ? Mình tự phát nguyện bao nhiêu ngày là do mình. Một ngày, một đêm, hoặc là một tuần, hoặc một tháng, hoặc ba tháng, hoặc một năm, hoặc cả đời cũng được. Nếu như mình đã thọ bát quan trai giới cả đời thì mình giống như là một người xuất gia này, không còn là người thế tục nữa. Để giữ cái giới đấy thì phải giữ đúng cái hạnh như vậy, cái hạnh làm chuyên tu. Nếu mà thọ được giới bát quan trai thì là mình đã chuyên tu rồi. Chứ còn nếu mình mà thọ xong nhưng mà mình vẫn làm những cái phận sự như một người gia chủ, vẫn đi buôn bán, vẫn đi làm ăn này, công việc này nọ, phận sự năng xăng đủ mọi thứ, bận rộn chưa thoát ra khỏi những cái bổn phận, những cái ràng buộc, những cái phải lo toan ở đời thế tục, thì mình đang bị chấp thủ. Khi mình thọ giới mà mình không giữ, mình không hiểu đúng và không thực hành đúng, vì mình tham phước mà thọ rồi mình lại hiểu sai đi thì lại không đúng. Vậy thì thọ bát quan trai giới là mình có tu được, tu tập như một bậc A-la-hán ấy, thì mới đúng. Thì mình phải sống cho nó thoát trần thoát tục, thì hãng phát nguyện thọ suốt đời. Nên là vào tu tập ấy, đi xuất gia tu tập hãng phát nguyện thọ suốt đời. Chứ còn sống ở tại gia mà mình phải sống được độc cư giống như một ẩn sĩ, có tịnh thất riêng như vậy thì hãng phát nguyện tu như vậy. Chứ nếu không thì phát nguyện nó không thành tựu được, cuối cùng nó nên sinh ra trảo hối. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Mây. Việc tu tập thiền định ở kiếp này có lưu giữ lại cho kiếp sống tới không, hay kết quả của hai kết quả và công đức của sự tu tập đó sẽ bị mất ạ? Con có mấy đứa cháu khoảng 14 hay 15 tuổi, có quốc tịch Việt Nam nhưng chúng chỉ hiểu 7 đến 80% tiếng Việt và không biết nói tiếng Việt vì từ nhỏ sống và đi học ở nước ngoài. Nếu chúng muốn học thiền thì chúng có thể cư trú để học 1 hoặc 2 tuần ở chùa Phúc Minh được không ạ? Cái pháp thiền ấy mình thực hành với mục đích chứng ngộ niết bàn thì nó tạo ra những cái pháp độ ba la mật và nó sẽ đi với mình mãi mãi, không bao giờ mất. Như mình không đắc thiền thì cái
cái sự tinh tấn, cái kham nhẫn, cái từ tâm, cái chân thật, cái xả tâm ấy, cái giới hạnh ấy nó sẽ đi theo mình mãi mãi, vì đó là pháp độ. Vì nếu như mình hành thiền với cái nguyện chứng niết bàn hoặc thì cái pháp ba la mật ấy rất là đi theo rất là nông, nhiều đời nhiều kiếp mãi mãi về sau. Còn nếu như mình không có cái nguyện chứng niết bàn thì cái pháp thiền cao thượng ấy cũng để mình sinh về những cái cõi cao thượng. Nếu mà không chứng thiền thì cũng sinh lại cõi làm người, làm chư thiên nhờ cái công đức phước lành của sự tu tập ấy. Chứng thiền thì sinh về phạm thiên, mà tu tập cao hơn nữa thì chứng đắc các đạo quả niết bàn. Thì điều đó là rất là tốt, kể cả nhất là các cháu nó còn bé mà nó phải có cái tâm muốn hành thiền thì rất là tốt. Thì tốt nhất cứ cho nó về nó thử tu tập xem, nếu mà tu tập được rồi thì cái tuổi nhỏ như vậy được học pháp rồi thì sau này nó sẽ hiểu rất là sâu và nó sẽ ngồi được những cái thế như thế kiết già, những cái rất là tốt. Điều đó là tốt đẹp, thì lúc nào cứ cho mấy đứa thử xem. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đỗ Thị Hậu trên YouTube ạ. Khi lên các cõi cao mang thân khác rồi, vậy còn có nhận ra người quen ở trần gian không ạ? Nếu mà sinh về các cõi chư thiên, cõi phạm thiên, nhưng mà cũng còn tùy theo cái phước, cái thần lực, cái công đức của các vị chư thiên ấy. Có những vị nhớ được, có những vị quên mất, mà có những vị nhớ mà về có thể trở lại thăm người thân được, nhưng cũng có vị không. Nó còn tùy theo những cái vị nào thường thường như trở thành thiên chủ Sắc Ca, vua trời Đế Thích thì dễ dàng hơn. Nhưng mà đôi khi vua trời Đế Thích mà nhớ lại cũng kiếp trước cũng mất 7 ngày 7 đêm sau mới nhớ. Thế nên là có những cái lần mà vị ấy có hai vợ chồng đã phát nguyện nếu kiếp sau sinh về đâu sẽ về báo cho nhau biết. Thế người chồng chết trước và sinh làm vua trời thiên chủ Sắc Ca. Có 7 ngày 7 đêm mở mắt ra thấy cảnh huy hoàng. Lúc ấy không có nhớ lại cái lời nguyện này. Đi thăm thú ở đây đó mất 7 ngày 7 đêm sau mới sực nhớ ra. Thì lúc ấy đã bằng 700 năm cõi người rồi. Nhưng may mà thời đấy con người sống lâu, vẫn quay trở lại và vẫn có thể gặp được cái cô vợ ấy và vẫn dạy cho cái pháp để cô vợ ấy sau này cũng sinh về làm hoàng hậu ở cõi trời. Thì đấy là cũng có trường hợp như vậy. Thì đấy là một vị vua trời có thần lực như vậy, công đức như vậy, phước lực như vậy, một vị Bồ Tát như vậy. Mà để nhớ lại được người thân của mình còn mất 700 năm. Cũng chỉ là những cái vị thiên khác thần lực kém hơn. Thì khi mà có nhớ lại được thì cũng đã cả mấy nghìn năm rồi, thì còn ai nữa để mà nhớ. Nên nó tùy theo từng người. Nhưng mà cũng có trường hợp thì nhớ lại rất nhanh. Ví dụ cái tùy theo cái tác ý của vị ấy. Như cái trường hợp có những vị chư thiên thì chết xong cái tác ý nghiền liền. Tức là sinh về cõi trời và vị ấy tác nghĩ ngay lập tức. Ta từ đâu và nguyên nhân nào mà ta sinh về đây. Thì có vị nhờ vậy mà thấy lại được cái kiếp trước ngay. Có những vị vẫn có thể quay trở lại được và thăm lại được người thân. Nhưng còn tùy theo cái người thân ấy có đủ công đức phước lành mà tiếp xúc được với các vị chư thiên không. Trên đời chỉ có những người có công đức rất lớn, phước lành rất lớn mới giao tiếp được hay là mới thấy được các vị chư thiên đấy. Có những vị thì vị nhớ lại được người thân, vị về, vị nói chuyện nhưng mà người thân không nghe được, không thấy được. Và trên đời hàng vạn, hàng triệu triệu người may ra mới có một người có phước lành lớn hoặc là vị có thiên nhãn lớn mới thấy được, mới có thể giao tiếp được với các chư thiên đấy. Chứ không phải ai chư thiên, ai cũng thấy được. Hay là có những vị sinh làm chư thiên mà sống ngay ở trên mặt đất này. Làm thiên thần, thần đất, thần sông, thần cây, thần núi. Các vị có thể vẫn thấy người thân của mình kiếp trước. Nhưng hai bên cách biệt nhau do cái sắc thân khác nhau, cảnh giới khác nhau, cõi sống khác nhau, phước lực khác nhau. Cho nên không tiếp xúc được với nhau. Chứ còn người chết mà sinh về cõi thiên giới thì người ta vẫn nhớ lại được người thân của mình ở kiếp trước. Nhưng rất khó có trường hợp mà giao tiếp được với nhau. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Bạch Phượng, trang 47, giảng giải kinh Đại Niệm Xứ do Sư Pháp Thông chuyển ngữ có đoạn sau. Có một loại thân khác
đó là 32 hay 40 phần của thân như tóc, lông, móng. Sở dĩ chúng được gọi là thân là vì chúng là một nhóm sắc tối hậu. Thưa sư, số 40 này là những phần nào ạ? Con chỉ biết 42 phần thân gồm 30 thuộc địa đại, 12 thủy đại, 4 hỏa đại, 6 phong đại. Sắc tối hậu có phải là sắc chân đế hay ý nghĩa nào khác ạ? 42 thân phần ở trong cái bài kinh giới phân biệt thì Đức Phật giảng cho vua Pukusati, thì đấy là 42 thân phần, 32 thân phần về là 20 thân phần là đất, 12 thân phần là nước là 12, 4 thân phần của lửa, 6 thân phần của gió, thì đấy là 42 thân phần. Và trong những cái thân phần này có sắc tối hậu là khi mình phải thực hành thiền tứ đại thì phân tích ra được tất cả những cái thân phần này nó đều có cái sắc chân đế, đó là có thân tịnh sắc. Có nhưng mà có thân phần có thân sắc không có. Có một số thân phần thì không có sắc cái sắc gọi là thân tịnh sắc, rồi sắc về giới tính. Và có cái sắc mạng căn, có sắc tâm sinh và sắc thời tiết. Thì cái nào nó cũng có sắc thời tiết. Đặc biệt là có một số cái nó chỉ có sắc thời tiết như là nước tiểu, phân, thức ăn mới ăn vào và mủ, máu thối trong người mình thì nó chỉ có một loại thôi, còn nước mắt, nước mũi, nước miếng, mồ hôi thì nó có hai loại, sắc tâm sinh và thời tiết sinh. Còn có những cái thì nó có cái sắc do nghiệp sinh nữa, đó là tóc, lông, móng của mình ấy, thì nó đều có một cái là thân tịnh sắc ở trong đấy. Thì cái người nào mà phân biệt được thiền tứ đại, thực hành được thiền tứ đại, phân tích ra được các sắc chân đế ở trên sáu căn, rồi vị ấy cũng phân tích ra được các sắc ở trên 42 thân phần này. Thì đấy là một cái cách phân biệt chi tiết, chi ni cụ thể. Và người nào thấy được những cái sắc chân đế ấy thì mới phá vỡ ra được những cái ảo tưởng, những cái khối tưởng cho rằng cái sắc thân này là ta, là của ta, tự ngã của ta. Vị ấy sẽ giảm bớt đi rất nhiều cái tham ái vào cái thân tứ đại này. Giảm bớt đi rất nhiều những cái chấp thủ, và giảm bớt đi những cái vô minh, và dần dần nó sẽ đi đến sự giác ngộ. Và có những người có thể giác ngộ được khi quán được như vậy, và có rất nhiều người chứng đắc được thánh đạo thánh quả nhờ cái sự quán được những cái sắc ấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Mạnh Khổng trên YouTube. Con hay có tâm ngã mạn về trí tuệ, sức khỏe, tài sản, sắc đẹp. Con chưa có thời gian hành thiền nhiều. Con mong sư dạy cho con cách tác ý để con có sự kinh cảm khi tâm ngã mạn khởi lên ạ. Cái đấy chỉ niệm về sự chết, là nó niệm về xác chết ý. Nhưng mà niệm về xác chết. Anh hình dung là hình ảnh của xác chết rồi niệm. Cho nên khi hình ảnh đó hiện rất rõ ràng, sau đó mình niệm về sự chết trên mình. Chắc chắn ta sẽ chết, mạng sống này không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn nó sẽ đến, chết. Hình dung ra mình giống như cái xác chết bên ngoài vậy. Thì cứ niệm như vậy thường xuyên, hàng ngày, đều đặn liên tục, thì cái kinh cảm nó sẽ khởi lên, rồi nó sẽ diệt trừ được những cái ảo tưởng, những cái ngã mạn đó, những cái điều đó. Thì cái cách niệm về sự chết để đối trị lại những cái tham ái chấp trước đó là cao nhất. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Tâm. Con là Phật tử mới hành thiền. Trong lúc hành thiền giải tâm từ nhưng không thể nào lấy lại được hình ảnh của người mà con giải tâm từ thì con phải làm thế nào ạ? Có cần phải giả thiền rồi nhập thiền lại không ạ? Khi hình ảnh đấy mờ đi nhưng mà mình vẫn hướng tâm về cái đối tượng ấy, mà cứ mờ nữa thì chuyển sang đối tượng khác. Giải tâm từ có rất nhiều đối tượng, không phải chỉ có một đối tượng. Nếu như mà mình hướng đến một người không rõ, mình hướng đến một nhóm người rất đông, đó có thể là người, đó có thể là một bất cứ một loài này, vật nào cũng được, đó có thể là các cái loài chúng sinh thấp kém, hoặc đó nó cũng thể là những chúng sinh cao thượng, là các vị chư thiên, người gần người xa đều được hết. Cái đối tượng giải tâm từ rất là phong phú, nên là mình thấy mờ cái đối tượng này thì chuyển tâm sang đối tượng khác. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube ạ.
Khi con ngồi thiền quán tử thi, con lại có tư tưởng là có xác chết chạy lại bên con. Con mong sư chỉ cho con cách thoát khỏi tư tưởng đó ạ. Khi mà mình quán tử thi niệm xác chết ở bên ngoài, rồi sau đó mình quay trở về niệm sự chết trên mình, thì tự nhiên mình cũng cảm thấy cái thân mình nó giống như cái xác chết ở bên ngoài. Thì rồi sau đó mình cứ niệm cái sự chết đấy, đấy là một cái sự kinh cảm. Thì điều đó là tốt mà, cứ tiếp tục niệm như vậy, thấy như vậy là đúng nên không lo. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thiện Hữu. Con nên làm gì để không khởi lên những ý nghĩ buồn hay ganh tị với những người hơn con về tài sản, tình yêu ạ? Hành thiền tâm hỷ, đó là mình hướng tâm đến một cái người nào mình hoan hỷ nhất, mình quý mến ấy, nhá. Rồi mình hướng tâm đến cái những cái điều tốt của họ, những thành công của họ. Mong cho người hành thiền này không phải xa lìa những thành công họ đã đạt được. Rồi sau đó hướng tâm đến những người bình thường, cầu mong cho những người hiện thiện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Rồi sau đó mình mới hướng tâm đến những người mà mình hay ghen tị hay hay khó chịu, cầu mong cho những người này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Cái tâm hỷ đấy mà vững mạnh lên, thuần thục rồi thì mới hết được cái ghen tị đó. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nhật Vũ trên YouTube. Người tu phước, làm việc thiện lành, nguyện được giàu sang, giỏi giang ở kiếp sau thì có phải là một dạng tham ái không ạ? Tu phước như vậy có lợi cho con đường giải thoát hay không ạ? Khó phải tham ái, nếu như mình tu phước, mình nguyện chứng Niết Bàn ấy, thì đời sau mình vẫn hưởng phước đấy, nhưng nó không có đắm nhiễm vào cái phước ấy. Như mình nguyện chứng Niết Bàn mà phước mình lớn, kiếp sau mình vẫn làm vua bình thường. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình sẽ bỏ ngôi vua đấy đi tu. Còn nếu như là mình mà không nguyện chứng Niết Bàn ấy, mai mốt mình có làm vua rồi mình lại đắm nhiễm vào đấy, rồi cứ sinh ra đánh nhau, tranh chấp, tranh danh đoạt lợi, rồi sinh ra rất nhiều những cái khổ đau. Vậy thì trong lúc làm phước phải nguyện chứng Niết Bàn, thì sau này mình có hưởng phước, mình không bị tham ái chấp thủ, mà mình có thể mà buông xả được cái phước ấy một cách dễ dàng. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Oanh. Quan điểm của Phật giáo về hình thức xem bói dựa trên các lá bài ạ? Xem bói là một cái thuật mà người ta có thể mỗi người người ta có một cái cách người ta xem bói cho người khác. Nhưng có những người thì người ta xem tướng, người ta nhìn vào cái tướng của người trước mặt này, xem đủ các tất cả các tướng, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hình, để người ta sẽ biết được cái vận mệnh tương lai người đấy. Có người thì người ta xem bàn tay, người ta sẽ biết. Có người thì người ta nghe giọng nói, là người ta sẽ biết được cái tương lai người ấy. Có người ta xem vào ngày tháng năm sinh của cái người ấy. Có người thì người ta dựa vào cái lá bài, cho người đấy đụng vào lá bài nào, bóc phải lá bài nào rồi người ta cũng sẽ dựa vào đấy. Những người thì người ta xem bằng một cái lá khác, lá trầu, nó bất cứ một cái gì. Thì bất cứ một cái gì thì cái đấy chỉ là cái phương tiện để cho người ta hướng vào cái người đấy thôi. Chỉ là một cái phương tiện để cho một cái người, người ta có khả năng xem bói tiên tri ấy, người ta hướng về cái tương lai vận mệnh của cái người đời. Thì chuyện đó mỗi người thì người ta dựa vào một cái cách, cái thuật khác nhau, và cái khả năng đó khác nhau. Cái khả năng người ta thấy được những cái chuyện gì sắp xảy ra đến với người khác. Rất nhiều người trên đời người ta có cái khả năng ấy, cái khả năng tiên tri ấy. Như là những cái người tu tập, người nào mà tu tập về tâm, thực hành thiền cao, mà tâm người ta thanh tịnh, người ta cũng cảm nhận được cái điều gì sẽ xảy đến với cái người trước người đó. Nên là chỉ do cái tâm người ta bắt vào cái người kia được, rồi người ta sẽ tự cảm nhận ra được. Cái chuyện đó rất là bình thường, chứ không phải là chỉ có mỗi lá bài mà người ta mới xem được, mà người ta xem vào mọi cái khác được. Nhưng mà theo pháp của Đức Phật thì tương lai là một cái nó có thể diễn ra và nó có thể thay đổi. Nó có thể cố định nhưng cũng có thể nó sẽ thay đổi. Vậy nên
mình không cần phải xem bói, không cần phải biết trước những cái đó làm gì. Đấy là tương lai không cần ước vọng. Cho nên với người biết tu tập thì không nên đi xem bói làm gì, không cần phải xem bói làm gì, mặc kệ nó. Cứ quan trọng là mình đang tạo nhân tốt, là mình biết tương lai tốt. Đang tạo nhân xấu thì biết là tương lai xấu. Sống với cái tư tưởng ấy thì nó sẽ có trí tuệ hơn là cái người cứ lo lắng đi xem bói. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hồng Ngọc trên YouTube ạ. Mỗi ngày con đều nghe sư giảng pháp. Tối đến trước khi ngủ, con nghĩ đến hình ảnh của sư thì có sao không ạ? Khi con nghe sư khác hướng dẫn thì lại có tâm so sánh là không bằng sư. Vậy có tạo tội gì không ạ? Mình chỉ nghe pháp chứ mình không nên có cái tình cảm trong cái với pháp ấy hay là với người giảng pháp. Mình phải giữ được cái tâm xả, tâm thản nhiên. Mình chỉ hướng đến pháp thôi, tức là mình nghe pháp, mình hướng đến pháp và mình chỉ cần suy xét là pháp như vậy là pháp của Phật, chứ không phải là pháp của vị sư nào cả. Vị sư ấy chỉ nói lại pháp của Phật. Nên là không nên suy nghĩ. Nhưng mà mình nghĩ đến một vị sư, là một vị chư tăng, thì mình phải là một cái người cùng phái thì nghĩ nó không sao. Nhưng mà nếu là một cái người khác phái thì mình không nên nghĩ. Nghĩ nó sinh ra những cái tham ái. Một cái người nữ mà nghĩ đến chư tăng thì phải nghĩ đến một hội chúng chư tăng, chứ mình không được nghĩ đến một vị tăng. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Mỹ. Vãng sanh cực lạc theo pháp môn tịnh độ thì có chấm dứt sanh tử luân hồi, chấm dứt khổ đau, chứng ngộ niết bàn không ạ? Ngay cả trong những cái kinh mà nói về điều đó cũng không nói vậy mà. Không ai nói thế thì vãng sanh cực lạc. Tất cả trong tất cả kinh Nikaya Nguyên Thủy không có pháp môn đó, không có cái cõi sống đó, không có cái sự đơn giản như vậy. Và chắc chắn là chỉ có người tu đoạn trừ được phiền não tham sân si mới chứng ngộ niết bàn. Như thế thôi. Vậy thì bây giờ mình muốn là có chứng ngộ niết bàn hay không thì cứ xem mình còn tham hay không, còn sân hay không, còn si hay không. Nếu mình còn tham sân si thì không thể chứng ngộ niết bàn được. Còn nếu như mình đoạn được tham sân si thì sẽ chứng ngộ niết bàn được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hùng trên YouTube ạ. Người chuyển giới thì bắt đầu tu thế nào ạ? Người chuyển giới thì vẫn tu tập bình thường như mọi người khác. Chuyển giới thì người chuyển giới khác, còn người đồng tính khác, người chuyển giới đôi khi vẫn tu tập được. Cứ vẫn tu tập giới định tuệ bình thường. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Mỹ. Cái đi tái sanh là danh và sắc. Danh sắc này cũng không phải là một khối bất sinh, bất diệt, mà theo định luật duyên khởi, không phải ta, không phải tự ngã của ta. Như vậy, không có một cái ta thường hằng, đúng không ạ? Cái danh sắc đi tái sinh đấy nó chỉ có một sát na thôi, một cái danh sắc hiện tại như vậy, nó chỉ tồn tại được một sát na, nó sinh lên cái nó diệt, nó chết đi liền. Rồi cái danh sắc đi tục sinh nó cũng vậy, nó chỉ đi tái sinh trong một cái sát na mà nó đang trụ đấy thôi. Khi nó tái sinh sang kiếp sau cái nó cũng chết liền, nó diệt đi. Xong là rồi cái nghiệp, cái tâm, cái thời tiết ấy nó lại sinh lên một cái danh sắc tiếp theo. Một cái danh sắc tiếp theo rồi nó lại sinh lên rồi nó lại diệt đi. Rồi nó do nó có cái nhân ấy, nó do có cái nhân do bốn loại thức ăn ấy. Nó lại làm cho cái danh sắc ấy sinh đi. Nó lại do nó có cái nhân, nghiệp tâm thời tiết vật thực ấy. Nó là cái nhân rồi nó lại sinh lên, một sát na nó lại chết đi. Nó cứ liên tục như vậy. Cái danh sắc này vậy, cái thân tâm này vậy, năm muộn này cũng vậy. Đấy, trong cái quá trình nó trụ ở trên một cái thân thể con người này vậy, nó cũng luôn luôn trong trạng thái sinh diệt. Và trong cái quá trình đi tái sanh cũng vậy, nó chỉ có một cái khoảng thời gian rất ngắn, trong một cái khoảng khắc một sát na ấy, là nó đi chuyển kiếp sang một kiếp khác rồi nó diệt đi, rồi lại cái danh sắc ở cái kiếp đấy lại sinh lên và diệt đi.
Vì vậy nên là nó không có một cái gì là vĩnh hằng hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Hằng trên YouTube. Người nữ khi ngồi thiền nên chọn tư thế ngồi nào cho phù hợp ạ? Hai chân bằng nhau là tốt nhất. Một chân bên trong, một chân bên ngoài. Ngồi như vậy sẽ ngồi được rất là lâu, không đau chân, không tê chân. Ngồi cả ngày cũng không phải thay chân. Còn khi nó có tê chân thì đổi chân cái là xong. Cái cách đấy là tốt nhất. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Vân. Khi con thiền vào buổi tối và có để đèn sáng thì con sẽ thấy ánh sáng. Nếu con thiền trong phòng tối thì rất khó nhận ánh sáng. Khi con thiền vào ban ngày, lúc có ánh sáng lắng thì con cũng dễ thấy ánh sáng và ánh sáng cũng rực rỡ hơn lúc không có đủ ánh sáng. Ví dụ trời mưa hoặc lúc con kéo kín màn cửa. Điều này có đúng không? Hay do con ngộ nhận ánh sáng lắng hay ánh đèn là ánh sáng trong khi thiền ạ? Đấy nó chỉ là một cái cảm tưởng của mình thôi. Và ngồi như mình ngồi ở ngoài sáng ấy thì có thể cảm giác nó như thế. Khi ngồi vào trong bóng tối thì có thể là lúc đầu mình cảm thấy nó mờ mờ, nhưng mà lúc sau nó thích nghi đi rồi tự nhiên nó cũng rõ ra. Và không nên quan tâm đến cái đó. Ngồi trong tối hay là trong sáng, và tự mình phải hiểu rằng nó như nhau. Mình thấy cái ánh sáng này bằng ý thức, bằng tâm, và nó không lệ thuộc vào ánh sáng bên ngoài. Mình cảm thấy nó sáng hơn là do khi mình ngồi trước cái ánh đèn sáng, là do cái con mắt của mình nó vẫn còn cảm nhận được một cái chút sáng sáng nào đấy. Còn ngồi thiền, nếu như người nào mà cái hôn trầm nó nhiều thì nên ngồi trước ở một cái không gian sáng sủa thì nó đỡ hôn trầm, tâm nó tỉnh giác hơn. Cái tâm nó tỉnh giác đấy nó cũng sẽ thấy ánh sáng tốt hơn. Những người nào mà cái tâm của mình nó rất là hay phóng dật, năng xăng quá thì nên ngồi ở cái không gian nó mờ mờ hơn, nó tối tối hơn để nó dịu dịu đi cho nó đỡ phóng tâm. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vũ Tuấn Việt. Con là giáo viên, con muốn học thiền nhưng chỉ có thời gian hè. Giờ con chỉ tập ngồi cho lâu mà không dám chú tâm vào hơi thở, sợ sai chính pháp. Con đang ngồi thiền kiết già được 1 giờ mà không đau. Vậy có cách nào để con hành thiền đúng pháp không ạ? Cứ chú tâm vào hơi thở chứ đừng có sợ quá. Ngồi đấy mà mình không chú tâm đâu ấy, nó cũng sẽ thì cái tâm ấy nó cũng sẽ sinh thành cái thói quen, nó là lười biếng với thói quen, hoặc là nó nghĩ một cái chuyện gì đó mông lung, hoặc là những cái tâm phiền não gì đó nó khởi lên, tán loạn nó khởi lên. Và bây giờ ngồi thì không nên để lãng phí thời gian như vậy. Ngồi thì cần giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt lại, kết già bán già thì cũng được, không quan trọng. Mà cứ để hơi thở vào ra tự nhiên. Mình có thể thực hành thiền hơi thở thì hướng tâm lên trước cửa mũi, để sát vào cái da trước cửa mũi, rồi cảm nhận, nhận biết cái hơi thở đi vào đi ra đấy. Để cho hơi thở vào ra rất tự nhiên, mình chỉ hơi hơi biết thôi. Để thực hành thiền hơi thở để cứ chú tâm như vậy, rồi để buông bỏ những cái năng xăng tạp niệm, những cái phóng tâm khác đi. Hoặc là mình có thể thực hành thiền tâm từ, nó là vẫn ngồi đấy, nhưng mình hướng tâm đến một người hoặc một nhóm người, cầu mong cho những người hiền thiện này được an vui hạnh phúc, cứ niệm niệm như vậy, giữ hình ảnh của những người ấy và niệm niệm như vậy. Đấy cũng là một cách tu tâm. Hoặc là mình hướng tâm đến hình ảnh Đức Phật, mình niệm Phật. Vì Đức Thế Tôn đã dứt hết tham sân si nên Ngài xứng đáng được cúng dường Arahant. Nên chọn một pháp thiền mà tu tập, chứ không nên ngồi không vậy mất thời gian. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Khe Ma Nan Đi. Trước đây con đã tham gia khóa tu gieo duyên, và trước đó con có học thiền ở nhiều vị thiền sư ở thiền viện. Con cũng có cảm giác hơi thở mất dần, nhịp tim nhẹ, hỉ lạc và tĩnh lặng. Con không biết sao gần đây con mất hết cảm giác đó. Con bắt đầu lại từ đầu bằng niệm hơi thở, nhưng con không đi vào nhất tâm được nữa. Con phóng dật nhiều, con không nhớ mình có hứa hay xúc phạm ai không vì con rất cẩn thận. Con đã sám hối trước Tam Bảo và niệm ơn Đức Phật mỗi ngày ạ.
Do trước kia mình chú tâm mạnh quá, xong là thành thiền với một cái tâm có tính toán, có cái sự căng thẳng quá mức. Và bây giờ mình chỉ cần để tâm nhẹ nhàng nè. Ví dụ như mình còn thấy nhịp tim đập, đấy là do chú tâm quá cao, quá mức, quá sâu. Trong lúc ngồi thiền vẫn còn phân tích, suy luận cái sự thực hành của mình quá nhiều. Và sau khi đã hành xong rồi mình lại đi ra so sánh thời này với thời khác. Nếu như mình không so sánh thì làm sao mình biết được trước kia nó khác, bây giờ nó khác. Có thể bây giờ cái tâm nó đã quân bình lại, nó không còn cái sự háo hức, nó không còn cái sự hoan hỉ, nó không còn cái sự nạ nẫm như lúc mới đầu nữa. Cho nên nó thản nhiên, thì cái tâm xả thản nhiên đấy mới là tốt. Thì có thể ở cái giai đoạn này đã thực hành tốt hơn mà mình lại nghĩ rằng không bằng trước. Đấy là do mình có cái sự tham ái chấp trước vào những cái trạng thái hoan hỉ, cái hỉ là cái lúc mình mới tập. Và mình cứ nghĩ rằng cái muốn giữ cái sự mới mẻ ấy mãi mãi, thì đó lại là một cái sai, không nên như vậy. Bây giờ quên hết những cái cảm giác đã hành trước kia đi, bây giờ cứ hành và mình hài lòng hoan hỉ với cái thời hiện tại này, nó như thế nào biết nó như thế vậy. Xong rồi đừng phán xét, đừng có nhận định là cái thời hôm nay nó tốt hay nó không tốt nữa. Cứ thực hành như vậy thì nó mới tự nhiên, thì nó mới hoan hỉ, thì nó mới đúng. Nó thực hành đấy là do cái sự hiểu của mình về sự thực hành ấy, cái nhận định sai ấy, do có cái tính toán quá nhiều, căng thẳng quá nhiều, so sánh quá nhiều ấy, nó mới sinh ra như vậy. Giờ chỉ cần bỏ hết những cái ký ức quá khứ đi, đừng nhớ đến trước kia hành nó thế nào, nó quên hết nó đi, coi như cái buổi nào cũng là buổi đầu tiên, thì nó sẽ hoan hỉ truyền đạt. Dạ, con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin rời lại buổi sau ạ. Người hồi hướng. Idame bunyam asawakazam vaham hodu. Idame bunyam nidbanasa pachajo hodu mama bunyapagam sabbasathanam pachemi tesabe medamam punyapagam napandu sadhu sadhu sadhu.